Em chào đón các bác một số mã đồng hồ nhé. Đây, chiếc đồng hồ này thì quá cổ kính rồi. Họ xử lý rất là tinh xảo. Đấy. Trước khi đóng hoàn thành quyển sách. Sách rồi này. Này, lau được sách là sạch đẹp luôn. Để cho các bác giá 1.900.000. 1.900.000 một chiếc này. Một triệu chín ạ. Chiếc đồng hồ này. 1.900.000. Sang tiếp cái này. Nó bình thường. Để cho bác 800k. Cái là cái số 1 800k này. Cái này số 1 thì cái này số 2 đi. Số 2 nhé. Em đặt số 2 này. Số 1 số 2 này. Cái này là cái số 3 đi. Số 3 1.900.000 này. Đây. Cái số 3 1.900.000. Vẫn hoạt động bình thường bằng đúc nặng trịch như bằng đồng. Số 3. 1.900.000 số 3. Cái số 4 này 200k. Cái số 4 này là đồng hồ con này lắp pin mà nó chập chạp trơn không chạy. Số 4 200k. Lau hết đi nhá. Đây là bật lau kính đi, chạy không nhôm rất đẹp. Số 4. Cái số 5. Số 5. 500k. Lau hết đi, sạch hết đấy. Lau đâu sạch đấy. Giờ em chưa lau đâu. Số 5. 500k. Con này, những con này có clip test đấy, bác nào cần em gửi clip test cho. Số 5, 500k. Số 6. Đây. Số 6 con này vẫn hoạt động bình thường. Đồng hồ có la bàn luôn. Có các giờ thế giới luôn. Số 6. Con này số 6 này. Số 6 900k. Số 6 ạ. Đấy, số 6 900k. Đây còn con số 7 này 300k. Đẹp lung linh. Số 7 300k. Này bác lau đi. Đấy. Em chưa lau đâu. Số 7 300k Citizen. Các bác về kiểm tra nhé. Con này, đây này. Mở này. Đấy. Số 7, 300k. Còn này lắp pin hai bên. Nhưng lắp pin nó chập chờn không được. Các bác nào xem nó bị đứt đâu đây này, nó gì. 300k số 7. Thế cho nó nhanh. Một số 7, chưa. Chiếc đồng hồ số 8 này nữa. Số 8 dài ngoẵng này. Số 8 này 500k. Em ghi đây rồi. Con này nó cao thế nào. 50 phân đấy. Gần 50. Số 8 500. Cơ số 8 500k số 8 này. Chưa. Rồi tạm thế đã, chú đi ông quay tiếp.